Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn biết, đây là cây kim vàng chuyên sử dụng cho các bệnh như là chữa về rắn độc cắn này, sử dụng về thuốc chữa hen suyễn này, rồi là các bệnh lý như là bong gân này, chật khớp này. Đó. Sử dụng cây kim vàng này giã nhỏ rang rượu, ví dụ chật khớp giã nhỏ rang rượu, cho ít muối vào, bọc cực kỳ hiệu quả. Trong những cái bài thuốc dân gian, rồi là những cái bài thuốc trong sách, rồi là những đi các vùng miền, thì mình cảm thấy rằng cây kim vàng này nó chữa được rất nhiều bệnh, và mình cũng cảm thấy là rất tuyệt vời. Và hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn biết và nhận dạng cây kim vàng này nó ra sao. Cây kim vàng thì bản chất nhìn xa nó thì nó hơi vàng vàng, thế nhưng nó có gân đỏ ở giữa này. Đó, nó đỏ và ria lá của nó cũng đỏ. Mà các bạn nhận nhận biết đó là nó có bốn cái gai ở những cái lá lá thì mọc đối diện nhau. Thân của nó thì mới đầu lên thì nó hơi vuông một tí, thế xong rồi nó tròn. Đó, đây là cái cây kim vàng. Để cho các bạn nhận biết, gai của nó thì rất sắc và cây của nó thì mọc thành bụi. Cây kim vàng này nhiều nhất là ở trong miền trong mọc rất nhiều, miền Bắc thì mọc rất ít. Mình đi về trong Nam ở Cần Thơ thì mình thấy mọc là rất nhiều cái kim vàng này, rồi là Bến Tre. Đó, đây là cái kim vàng chuyên chủ sử dụng cho các bệnh về lý về khớp. Có thể các bạn giã ra ngâm rượu để xoa bóp, hoặc là đắp đau lưng, là đau cơ, cứ giã rang với rượu cho ít muối vào là đắp là cực kỳ hiệu quả với cây kim vàng này. Ngoài cây kim vàng này ra, nó còn sử dụng cho rất nhiều các bệnh lý khác nữa. Đó, cây kim vàng này có thể dùng uống trong, đắp ngoài. Mà cây này hoàn toàn là, xin chia sẻ cho các bạn biết là cây này hoàn toàn là không có độc. Đó, đây là cây kim vàng. Để nhận biết cho các bạn nhận biết đó là thế. Thế còn thân của nó thì nó hơi tím tím, các bạn nhận biết là thân nó hơi tím tím nữa nhé. Chỉ có nhận thấy của bông hoa này, lá này, đấy, và nó có gai ở các đốt đốt lá. Đây, Dương Nhiều quay cho các bạn biết về cây kim vàng này, mà sử dụng thuốc chữa bệnh về rắn độc cắn, hỗ trợ rắn độc cắn cũng rất hiệu quả, chữa về khớp. Đó, đây là cây kim vàng, quay cho các bạn biết. Đây là cây kim vàng. Đó. Cây này nếu mà trồng nó thì rất dễ. Có thể cắt một đốt và cắm là ra rễ 100% luôn. Đó, đây là cái kim vàng này không 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 phải là nhân giống khó. Lương Y Duy Tinh Hiếu xin chào cho các bạn biết. Hôm nay mình quay một tí về cây kim vàng này để cho các bạn nhận biết. Lương Y Dương Hiếu, Lương Y Dương Trung Hiếu xin chào tất cả quý vị và các bạn.